Chào quý vị và các bạn, kính mời quý vị và các bạn đến với phần tổng hợp tin tức bóng đá chiều ngày hôm nay mùng 4 tháng 11. Trong bản tin này thì mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Tuyển Việt Nam có thể mất huấn luyện viên Park Hang-seo, Quang Hải khi gặp Thái Lan. Tuyển UAE gặp vấn đề nội bộ trước khi sang Việt Nam. Fan Thái Lan bất ngờ gửi tâm thư đầy xúc động gửi Xuân Trường. U22 Việt Nam săn vàng SEA Games đáng lo ngại người Thái. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết sau đây. Thưa quý vị và các bạn, có rất ít khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo, Quang Hải, Duy Mạnh và Trọng Hoàng cùng vắng mặt trong trận đấu với Thái Lan. Tuy nhiên, đây là một nguy cơ mà rất có thể nó sẽ xảy ra. Một trong bốn nhân vật này sẽ vắng mặt trong trận gặp Việt Nam và Thái Lan. Cụ thể là trong tháng 11 năm 2019 thì Việt Nam sẽ đối đầu trước là UAE và sau là Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 ở khu vực châu Á. Ở cuộc tiếp đón đại diện Tây Á tại Mỹ Đình thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có đầy đủ đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, huấn luyện viên Bert Van Marwijk cũng đang rất đau đầu khi chân sút số 1 là Ali Macau của họ bị treo giò do đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Một mất mát lớn của tuyển UAE là lời cảnh báo cho tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới. Tính tới trước lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022, tức là trước lượt trận tuyển UAE sẽ gặp Việt Nam ở Mỹ Đình, thì đội tuyển của chúng ta đang có 3 cầu thủ phải nhận thẻ vàng, đó là Quang Hải, Duy Mạnh và Trọng Hoàng. Đây đều là những vị trí rất quan trọng của đội hình của chúng ta. Nếu tiếp tục dính thêm thẻ vàng trong trận gặp UAE thì Quang Hải, Duy Mạnh và Trọng Hoàng sẽ bị treo giò ở trận đấu tiếp theo khi đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Thái Lan tại Mỹ Đình vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 11. Ngoài 3 cầu thủ trên thì ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng rất lo lắng về trường hợp của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc với phong cách chỉ đạo máu lửa đã phải nhận thẻ vàng khi tranh cãi với ông Akira Nishino ở trận mở màn với Thái Lan trên sân Thammasat ở vòng loại World Cup 2022. Tương tự như Quang Hải, Duy Mạnh và Trọng Hoàng thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có thể lỡ trận đại chiến với đội tuyển Thái Lan nếu tiếp tục nhận thẻ vàng ở trận gặp UAE. Tuy nhiên thì ông Park là một huấn luyện viên chuyên nghiệp nên chắc chắn không có chuyện tự khiến bản thân mình phải ngồi ngoài xem các học trò đấu Thái Lan. Và chắc chắn rằng thầy Park cũng sẽ dặn dò rất kỹ với Duy Mạnh, Quang Hải và Trọng Hoàng trong trận đấu với UAE. Tuy nhiên thì đây cũng thực sự là một điều rất lo ngại nếu đội tuyển Việt Nam mất một trong ba vị trí trên cho trận gặp Thái Lan tới đây. Fan nữ Thái Lan viết thư gửi Xuân Trường, tôi đã khóc 3 lần vì bạn. Ngày bạn rời Buriram về Việt Nam, tôi lại khóc và không dám tin vào điều đó. Tôi đã nghĩ bạn sẽ ở lại ít nhất là hết mùa giải. Tôi khóc lần thứ 3 khi bạn gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu đến 9 tháng. Gửi Xuân Trường, trước tiên tôi muốn chia sẻ rằng tôi không giỏi tiếng Anh và tôi phải sử dụng Google và từ điển để viết lá thư này. Có thể bạn không đọc được lá thư này, nhưng tôi vẫn viết nó vì tôi thực sự yêu mến bạn. Tôi biết đến cái tên Xuân Trường khi bạn đấu cho Buriram. Đây là đội bóng quê hương tôi. Ngay từ đầu tôi đã nhầm bạn là một người Hàn Quốc. Tôi thích sự lạnh lùng và thân thiện của bạn ngay từ lần gặp đầu tiên ở sân bay. Tôi đã chứng kiến pha sút phạt đẳng cấp của bạn vào lưới Nakhon Ratchasima. Lúc đó tôi đã khóc vì đó là bàn thắng đầy cảm xúc. Tôi vui vì bạn đã để lại dấu ấn sau quãng thời gian bên Thái Lan. Tôi biết đồ ăn bên Thái Lan không hợp với bạn, nhưng bạn vẫn cố gắng tập luyện chăm chỉ để có được cơ hội ra sân và tỏa sáng. Ngày bạn rời Buriram để về Việt Nam, tôi lại khóc và không dám tin vào điều đó. Tôi đã nghĩ bạn sẽ ở lại ít nhất là hết mùa giải. Tôi đã khóc lần thứ 3 khi bạn gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu đến 9 tháng. Tôi đã cầu nguyện phép màu sẽ đến với bạn, nhưng nó không xảy ra. Cuộc sống là như vậy, hãy cố gắng lên Xuân Trường, bạn là người mạnh mẽ, bạn có nghị lực. Hãy nhanh chóng quay trở lại để tôi và nhiều người khác có thể xem bạn thi đấu. Hãy nhớ rằng tôi và hàng triệu người hâm mộ của bạn luôn ở bên bạn và cầu nguyện cho bạn. Tôi sẽ cố gắng một lần đến Việt Nam để xem bạn thi đấu một lần nữa. Một fan nữ đã gửi một tâm thư như thế cho Xuân Trường. Đó là nguyên văn bức thư đầy xúc động của một cổ động viên nữ người Thái Lan có tên là Pupi gửi Xuân Trường, được Sasta dịch sang tiếng Việt. Mặc dù rời Buriram vì không đáp ứng được vấn đề về chuyên môn, nhưng những ngày thi đấu ở Thái League, Xuân Trường vẫn ít nhiều nhận được sự quan tâm yêu mến từ các cổ động viên của nước này. Chính tính cách bình dị và khiêm tốn, Xuân Trường đã chinh phục được trái tim của hàng triệu cổ động viên. Tuổi trẻ của Xuân Trường đã toát lên một phẩm chất lớn, đạo đức lớn, không chút lên gân. Cầu thủ gốc Tuyên Quang luôn ra sân thi đấu với lối chơi đẹp và tinh thần nhiệt huyết. Không ít lần, Xuân Trường khiến cho người hâm mộ cay cay sống mũi với những nghĩa cử cao đẹp.
như mang áo khoác cho đồng đội khi U23 Việt Nam sút luân lưu với U23 Qatar dưới cái lạnh âm 3 độ C ở Thường Châu, Trung Quốc. Viết tên Tuấn Anh, Văn Thanh lên áo trong ngày đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, hay tặng toàn bộ tiền thưởng của mình cho đồng bào miền Trung lũ lụt khi giành quả bóng bạc Việt Nam 2016. Xuân Trường luôn xứng đáng là một cầu thủ toàn diện nhất của Việt Nam trong và ngoài sân cỏ. Đây không phải là lần đầu tiên Xuân Trường nhận được bức thư đầy cảm động của một cổ động viên. Ngay khi chia tay Buriram United thì Xuân Trường cũng được một cổ động viên nữ viết thư an ủi và động viên. Và mới đây nhất, lá thư dài 1.300 chữ đầy cảm động của cổ động viên mới 12 tuổi. UAE lục đục nội bộ trước ngày đấu Việt Nam. Chỉ còn khoảng một tuần nữa là UAE sẽ sang Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 14 tháng 11. Đây là trận đấu quan trọng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc chiếm ngôi đầu bảng G của UAE, nên đội bóng này đang muốn dồn toàn tâm toàn sức cho trận đấu với Việt Nam. Sau kết quả đáng thất vọng vừa qua và đặc biệt là trận thua Thái Lan 1-2 khiến cho họ tụt xuống vị trí thứ 3 trong bảng, nội bộ tuyển UAE đang có dấu hiệu rạn nứt. Một số thành viên Liên đoàn bóng đá UAE thậm chí đã phải kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn để huấn luyện viên Bert Van Marwijk giải trình. Theo đó thì chiến lược gia người Hà Lan từng trở thành Á quân World Cup 2010 cùng đội tuyển Hà Lan được yêu cầu nhận trách nhiệm về thành tích không tốt của đội. Trước đó thì ông Bert Van Marwijk bị phản đối khi không triệu tập những cái tên tốt nhất lên tuyển, dẫn đến thất bại trước Thái Lan và mất ngôi đầu bảng. Ở trận gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 14 tháng 11 tới đây thì UAE chắc chắn sẽ không có được sự phục vụ của chân sút Ali Macau vì thẻ phạt. Đây là một lợi thế không nhỏ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, càng củng cố thêm niềm tin chúng ta sẽ có kết quả thuận lợi trước đại diện Tây Á này. U22 Việt Nam săn vàng SEA Games, đáng lo người Thái. Thưa quý vị, U22 Thái Lan đã có sự thay đổi bất ngờ ở chức danh trợ lý số 1 cho huấn luyện viên Akira Nishino. Ban đầu, ông Ishara Sritaro được chỉ định, nhưng khi chính thức bắt đầu chiến dịch SEA Games 2019, vị trí được giao cho ông Tawa Sripan. Có thay đổi này là vì huấn luyện viên Akira Nishino hiểu được tầm quan trọng của SEA Games 2019, giải đấu mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã giao mục tiêu thắng U22 Việt Nam và bảo vệ được tấm huy chương vàng. Diễn đàn trang xúc vòi chiến đăng tải, nếu U22 Thái Lan đánh bại U22 Việt Nam ở SEA Games, trật tự ở Đông Nam Á sẽ được lặp lại. Hơn nữa, đó còn là động lực để những chú voi chiến trẻ thi đấu tốt tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 được tổ chức trên sân nhà. Và bằng chứng thuyết phục hơn nữa khi trên tờ Siam ngày 2 tháng 11 đã trích lời cựu danh thủ, đồng thời đang nắm quyền huấn luyện viên trưởng U22 Thái Lan là Tan Quan, khi ông cho hay, ông Akira mới biết là có SEA Games, nhưng ông ấy đã hiểu được tầm quan trọng cũng như sự kỳ vọng của người hâm mộ. Chúng tôi đã thống nhất là chấp nhận thử thách này vì một mục tiêu xa hơn là Olympic Tokyo 2020. Không chỉ giải quyết xong những cánh tay nối dài từ ban huấn luyện với các cầu thủ bản địa, chiến lược gia người Nhật Bản đã cho thấy tầm nhìn chiến lược tốt bằng cách trao đổi cầu thủ giữa ba đội tuyển U19, U22 và đội tuyển quốc gia. Có nghĩa huấn luyện viên Akira Nishino kể từ lúc nhận chức bắt đầu tranh thủ giao cầu thủ độ tuổi U19, U22 lên đội tuyển quốc gia không chỉ nghĩ cho tương lai xa mà còn dành cho SEA Games, có thể kể đến như Pacharapon, Intani, Subachok Sarachat, Ekanit Panja. Như việc điều chuyển thần đồng Suphanat dù đã yên vị từ tuyển Thái Lan xuống đội U19 tham dự vòng loại U19 châu Á 2020 để tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế chẳng hạn. Ý đồ của huấn luyện viên Akira Nishino như nào thì đến SEA Games 2019 sẽ rõ. Chỉ biết từ đó để so sánh rằng U22 Việt Nam đang hít khói U22 Thái Lan ở tầm hoạch định chiến lược. Bởi vì vào lúc này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã và đang tự làm bản thân kiệt sức, kiệt trí khi một mình ôm nhiều việc, đồng thời bóng đá Việt Nam đang quá lệ thuộc vào ông thầy người Hàn Quốc. Kết quả hai trận giao hữu quốc tế gần đây của U22 Việt Nam đủ minh chứng cho điều vừa nói. U22 Việt Nam đã thắng giòn giã U22 Trung Quốc khi có sự dẫn dắt của ông Park và chỉ hòa U22 UAE ở sân Thống Nhất thời điểm chiến lược gia người Hàn Quốc vắng mặt. Không chỉ bị lệ thuộc việc gieo cấy và cài cắm những cái tên trẻ tuổi lên đội tuyển, ông Park cũng chưa thực hiện quá nhiều khi đến giờ hầu hết đều là những cái không phải là mới như Tiến Linh, Trọng Hùng. Vì thế ở SEA Games tới, U22 Việt Nam sẽ sử dụng tối đa quyền trợ giúp từ hai cầu thủ quá tuổi đều là chắc chắn.
Đồng thời, thành phần ban huấn luyện ở U22 Việt Nam liên tục xáo trộn như lúc thì người nắm quyền thay ông Park là Lee Tae-hoon, khi thiếu huấn luyện viên Kim Hang-jun cũng là rào cản không hề nhỏ khiến mục tiêu vàng SEA Games chẳng dễ, bởi ai cũng hiểu chính thức và tạm quyền khác hoàn toàn như thế nào. Có thể bóng đá Thái Lan sẽ không thành công tại SEA Games 2019, cũng như vỡ mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Nhưng dù sao, sau hai giải đấu sẽ có nhất một huấn luyện viên đội đẳng cấp Tập Hoành hoặc Iskara cùng một thế hệ cầu thủ vẫn còn trẻ tiếp sức cho hiện tại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.